Vâng, xin kính chào anh Phạm Đức Tuyên ở Hải Dương và xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay bên em sẽ test ba cái động cơ phun xương 24V DC dành cho anh nhé. Ok, sản phẩm này nó chạy điện 24V DC và anh có đặt luôn ở bên em cái bộ nguồn adapter 24V1A. Động cơ phun xương thì bên em cung cấp với giá là 100.000 một sản phẩm và nguồn thì là 45.000. Em sẽ test cả bộ nguồn luôn cho anh nhé. Ngoài ra nó có trang bị luôn cả 12 bóng đèn LED ở bên phía bên trong động cơ phun xương nhé. Rất là đẹp, rất là nhiều khói. Ok, cả ba động cơ hoạt động rất là tốt, không vấn đề gì. Và nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như ở trên tiêu đề video, hoặc là các bạn có thể truy cập vào Sendor, Shopee hoặc Lazada. Các bạn tìm kiếm shop của bên mình là linh kiện 789 nhé. Em sẽ lau khô và đánh dấu ký hiệu lên động cơ để gửi hàng cho anh nhé. Ok, và rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những sản phẩm tiếp theo.